Trong sáng mai thầy Diệu sẽ phát cho mọi người nhé. Tay con mới thấy là lạ bài này. Ê, ai vẽ đấy? Ai vẽ đấy hả? Ai vẽ là người đấy chết đời. Không biết luôn. Cái bút của ai ai vẽ? Thấy à, người vẽ thì người đấy chắc phải có tên ở trên bảng. Ừ, nhưng mà thầy có thể biết được đấy thầy Thành ạ. Người là thầy đã hủy cái tính năng vẽ rồi, mọi người không vẽ nữa. Điều mày quá. Mày Anatet. Thầy mở chat đi thầy. Bộ con mở. Hello. Thầy mở một chat đi ạ. Thầy cho con hello. Bạn nào cũng phải mở chat thì mới biết được đáp án của bọn con chứ. Ta mở chat nhá. Mở chat như con thì chat lung tung. Thầy sẽ gọi từng bạn một để nói cho thầy biết. Chưa? Oh Thác my chúa. Đúng tung. Chào các bạn một lúc nữa nha, chúng ta bắt đầu. 3 Học đi. Có sách vở của mày đâu? Dãy số tiếp theo. Tìm số tiếp theo của dãy số này. À dãy chữ này. Đây, tìm chữ tiếp theo. A D B C G E F H. Đây nha, tìm chữ tiếp theo. A D B C G E F. Hát là hờ ấy. Hát đúng rồi. Tại sao? Gì? Tại sao? Thì giờ cái alphabet này là sắp xếp lại cái chỗ trước kia thành A B C D E F G. Tất cả. Cháu gì gần đó mà gì đó là kiểu như thế. Anh em tắt cam đi. Rồi, tiếp nha. Một cộng một bằng mấy? Không, thầy chưa gửi bài. Thầy chưa gửi bài này đâu con ạ. 2 cộng 1 bằng 21. 4 cộng 5 bằng 5 bằng 4. 6 cộng 3 bằng mấy? Cái gì? Đọc lại. 2 cộng 1 bằng 21. 4 cộng 5 bằng 45. Hỏi 6 cộng 3 bằng bao nhiêu? 63. Dễ. Ơ cái gì? 36. 63 chứ. Sai. Cái gì? 36 được mà. Đọc ra đi xem nào. Ê. 4 cộng 5 bằng 4. 4 cộng 5 bằng 2 cộng 1 bằng 2, 21. Lại ao ra. Lại ao vào. Connect link. Một người nhé.